mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhanh lên, Đàm Chánh Thanh ra đây. Đại nhân. Đàm Chánh Thanh, ngươi nghe đây, Đàm Sĩ Kỳ con trai ngươi tham gia quân Thái Bình là quân địch của nước Đại Thanh. Cái gì? Một năm trước đây tiểu tử bỏ nhà ra đi, lão phu thật sự không biết nó tham gia quân Thái Bình đâu. Nếu như chẳng phải Tiêu đại nhân bảo đảm, ngươi hoàn toàn không biết gì, e rằng cả những ngươi đều phải bị xử trảm. Triều đình thấy ngươi không biết đội tình nên miễn tội chết cho ngươi, nhưng ngươi là mệnh quan triều đình không biết dạy con nên đáng bị phạt. Ngươi đâu? Có. Miễn phát tất cả bổng lộc lương quan cho Đàm Chánh Thanh, cho làm thường dân, tất cả tài sản nộp vào kho nhà nước, nhanh. Ông quan đại nhân à, con trai tôi tham gia quân Thái Bình có bằng chứng gì chứ? Coi đi, con trai của ngươi còn là một tên tay chân của quân Thái Bình. Một tháng trước đám quân của quân Thái Bình bị tướng quân bao vây, tất cả đã bị chôn dưới đảo Long Sơn. Ý ngài muốn nói con trai tôi nó đã chết rồi à? Lục soát đi. Biển quan chìm nổi, vận mệnh biến đổi, điều này chúng ta khó mà đoán trước được. Đàm đại nhân, xin ngài đừng quá lo buồn. Nếu không có Tiêu đại nhân bảo lãnh, cả nhà tôi e rằng đều trở thành ma dưới đao rồi. Xin nhận của Đàm mổ một lại. Ô, ngài xui xa, không được làm như vậy. Đến nước này cũng có thể coi là trong rủi còn có may mà. Không biết ngài xui gia có dự định gì? Còn có dự định gì chứ? Con trai chết rồi, nhà cũng bị tịch thu, tôi chỉ còn cách về quê Hồ Nam trồng trọt chờ chết thôi. Ngài xui gia không cần phải bi quan như vậy. Nhân sanh vô thường, không khéo tương lai vẫn còn có ngày vinh hoa phú quý đó chứ. Tiêu đại nhân không cần phải an ủi tôi đâu. Tất cả đã hết rồi, còn mong cầu tương lai gì nữa. Tiểu nữ phải nhờ con trong nom, nó trẻ người non dạ, sau này mong con thông cảm cho nó. Cậu Nham huynh, nhạc phụ yên tâm, xin cứ yên tâm, con người đã khỏe mạnh như vậy, sao chớp mắt đã biến mất trên thế gian này? Trong đại thiên thế giới, con người sao mà nhỏ bé quá vậy? Sĩ Kỳ huynh chết rồi, chết rồi huynh ấy sẽ đi đâu? Ta không thể chờ đợi được nữa, ta phải xuất gia tu tập. Liệt tổ liệt tông của nhà họ Tiêu, Tiêu của nham con nói dối bạch mạng của tổ tông, ân dưỡng dục của cha mẹ, lẽ ra phải tiếp nói hương khói, làm rạng rỡ gia phong. Nhưng mà con cảm thấy thức tình lục dục y như nhà lửa, hồng trần cuồn cuộn giống như hư quyển vậy. Do đó con quyết định xuất gia tu đạo để cầu con đường giải thoát. Cô xin liệt tổ liệt tông tha lỗi cho. Huynh à, có manh mối rồi. Chuyện gì đó? Chẳng phải huynh kêu đệ thăm dò một ngôi chùa ở xa một chút sao? Nhỏ tí một chút, kiếm ra rồi hả? Xa lắm á. Để nói huynh nghe, người nhà tuyệt đối không tìm ra đâu. Vậy thì hay quá. Phải rồi huynh, huynh thật sự suy nghĩ kỹ muốn xuất gia thiệt sao? Đệ thì không nghĩ ra, xuất gia thật sự là tốt vậy hả? Đệ không biết đó. Xuất gia có thể giải trừ tất cả phiền não, được đại tự tại, được đại quan hỷ. Hay như vậy á, đệ cũng muốn cùng huynh xuất gia luôn. Như vậy không được đâu, họ Tiêu nhà ta chỉ còn lại có hai huynh đệ mình. Nếu như đệ cũng xuất gia, đệ nghĩ coi,
hương khói nhà họ Tiêu sẽ bị đoạn tuyệt mất thôi. Không được, không được. Ờ, đệ hiểu rồi. Huynh ở bên ngoài cầu được tự tại, cầu được vui sướng, đem trách nhiệm nặng nề đè lên vai của đệ, đúng không? Trên cuộc đời này làm gì có lý lẽ như vậy chứ. Ê, đệ hiểu cái gì chứ? Xuất gia là việc làm của đại trượng phu, còn đệ không hề có một chút tư tưởng chuẩn bị không được đâu. Bây giờ huynh nói chẳng phải đệ đã có tâm chuẩn bị rồi sao? Đệ nói huynh biết nha, nếu đi thì chúng ta cùng nhau đi, bằng không đệ sẽ nói cho bá phụ biết, đến khi đó chẳng ai được. Đệ đừng có làm liều nữa. Nganh à, nè, nghỉ một chút đi, nè uống thuốc đi. Cha để thuốc ở đầu giường thiếp, thiếp sắp chép xong rồi. À, phu quân, cha về nghỉ ngơi trước đi. Sao nàng lại ho ra máu nữa rồi? Mấy ngày nay gặp phải phong hàn, chỉ là bệnh cũ tái phát lại thôi. Thôi đi, đừng chép nữa. Không được. Sao nàng lại cố chấp như vậy chứ? Sao phải làm không biết đến ngày đêm như vậy chứ? Phu quân đã từng nói rằng đời người khổ nhiều mới sướng đã chết. Nếu như thiếp không giết thì không còn kịp nữa. Ngan à, chén thuốc này nào uống đi. Cảm ơn phu quân. Từ từ thôi. Từ từ uống, từ từ thôi. Có đắng không? Đắng. Nhưng mà phu quân đã chỉ thiếp mà nấu thuốc, có đắng nữa thiếp cũng phải uống. Phu quân làm sao vậy? Không sao đâu, vừa rồi khi nấu thuốc đã bị bụi bay vào mắt đó. Nào, để thiếp thổi cho. Không sao. Để thiếp thổi cho đi. Mà khỏi chưa? Khỏi rồi. Phu quân, Nga Anh muốn cầu xin chàng một việc. Nàng nói đi. Nào phu quân, chàng ngồi đi. Nga Anh muốn đêm nay phu quân cùng thiếp ngủ chung một giường có được không? Không. Không. Chúng ta đã nói rồi. Phu quân. Không. Phu quân, thiếp và chàng nên vợ nên chồng đã 2 năm rồi, chưa bao giờ thiếp có yêu cầu gì, bất cứ điều gì với chàng. Nhưng mà đêm nay không cùng, xin chàng hãy nể tình 2 năm chúng ta giữ tròn lời hứa mà bằng lòng với thiếp lời thỉnh cầu này. Nga Anh à, tại sao nàng phải làm như vậy? Thiếp muốn để lại đời sau cho chàng. Thiếp muốn để họ Tiêu con người hương khói. Đây cũng là lần thỉnh cầu cuối cùng của thiếp. Xin chàng hãy bằng lòng.
trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Quynh à, mau đi thôi, trời sắp sáng rồi. Quynh à, để ra ngoài trước nha. Cổ nhàm Quynh. Chờ một chút. Nga anh, đã chưa ngủ sao? Đây là gói hành lý mà thiếp đã chuẩn bị cho phu quân. Nàng biết ta sắp đi sao? Nỗi đau lớn không gì bằng trái tim chết. Phu quân đi đường nên cẩn thận. Nga anh, món nợ tình này lại cả trăm lại, cô không thể bù đắp được tội lỗi của Tiêu Cổ Nham ta. Đi đi, đi đi. Mau lên. Mau lên. Cha, mẹ, Cổ Nhâm Quynh về Phú Quốc trốn đi rồi. Có chuyện gì vậy? Con cũng không biết. Quynh ấy để lại cho con một lá thư, chắc chắn là đi xuất gia. Nga anh tỷ, con biết chồng con muốn trốn đi không? Con biết. Sao con không giữ nó lại, mau kêu người đuổi theo. Cha, đừng uống công nữa. Từ nay về sau, không còn ai có thể lưu giữ được tâm của chàng đâu.哈哈哈，问什么的说呵。